Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Laptop gaming của Gigabyte đã ra mắt được một thời gian và qua khá nhiều video review cũng có thể thấy được vì Gigabyte là một hãng chuyên sản xuất các linh kiện dành cho PC chuyên về gaming. Thế nên các sản phẩm laptop gaming của hãng mặc dù vẫn có thể coi là tân binh nhưng về hiệu năng thì không thua kém các sản phẩm khác cùng phân khúc một chút nào cả. Và ở đây thì mình đang mang đến một sự lựa chọn chỉ hơn 23 triệu đồng. Một mẫu laptop gaming giá rẻ cực kỳ phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên, đó là Gigabyte Gaming G5. Có lẽ vì hướng đến đối tượng người dùng là các bạn trẻ cần sự linh hoạt hay di chuyển nhiều nên cân nặng của Gigabyte Gaming G5 không quá nặng, chỉ khoảng 2,18kg. Vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng nhựa cứng với một màu đen duy nhất bao phủ toàn bộ máy và logo Gigabyte quen thuộc được đặt ở chính giữa. Thiết kế vỏ nhựa này của Gigabyte vừa có tác dụng giúp máy nhẹ hơn, vừa cho khả năng thoát nhiệt tốt hơn và quan trọng là mang đến một mức giá hợp lý nhưng chất lượng hoàn thiện vẫn cực kỳ ổn và khá chắc chắn. Về thiết kế của máy thì nói chung vẫn rất đơn giản, chưa có gì khác biệt so với các phiên bản trước đó. Nếu như có mong muốn thay đổi từ Giga thì cá nhân mình mong muốn là hãng sẽ làm máy mỏng đi một chút vì xu hướng của laptop gaming hiện nay ngày càng sẽ mỏng và nhẹ hơn. Là một mẫu laptop chuyên về gaming nên màn hình này cũng được thiết kế để giúp các bạn có nhiều lợi thế hơn khi chơi game. Ở đây các bạn sẽ có màn hình 15.6 inch Full HD, tấm nền IPS và đặc biệt điểm sáng trên chiếc màn hình này là tần số quét 144Hz. Với 144Hz thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng giật lag hay xé hình khi nhân vật có các chuyển động nhanh, giúp các bạn có thể phản ứng nhanh chóng khi chơi game, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào trong game, nhất là các tựa game về bắn súng hay các tựa game eSports. Và ở đây thì ba cạnh viền siêu mỏng, cạnh trên có trang bị webcam rất phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên, phục vụ công việc học online. Ngoài ra đây sẽ còn là màn hình LCD chống chói 45% NTSC cho chất lượng hình ảnh khá đẹp, màu sắc tươi tắn. Thế nên ngoài chơi game ra thì có thể phục vụ học tập và giải trí cơ bản như nghe nhạc, xem phim hay thậm chí các bạn có thể làm về đồ họa thì Gigabyte cũng có thể đáp ứng được. Cấu hình chơi game cực tốt trên độ phân giải Full HD, Intel Core i5 11400H, 16GB RAM có hỗ trợ nâng cấp tối đa 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3060. Qua các phần mềm test hiệu năng thì cũng có thể thấy được nhiệt độ không phải là vấn đề quá lớn khi các bạn chơi game trong một thời gian dài. Gigabyte Gaming G5 được trang bị hệ thống làm mát WinForce mới nhất. Hai quạt và 4 ống dẫn nhiệt được bố trí bên trong máy, trong đó có hai ống dẫn nhiệt chuyên dụng cho CPU và GPU, 3 lỗ thoát khí và cửa hút lớn phía bên hông máy cho luồng không khí lưu thông hiệu quả và cả CPU và GPU sẽ luôn thể hiện được hết công suất 100% khá ổn định mà không phải lo bị lag giật. Và xuống đến phần bên dưới đó là bàn phím tiêu chuẩn, có tích hợp bàn phím số, hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím hợp lý, LED mặc định ở bàn phím là LED đơn sắc và có thể điều chỉnh sang LED RGB theo ý thích của các bạn bằng phần mềm có sẵn của Gigabyte. Tiếp đến là cổng kết nối vẫn giữ nguyên thiết kế của những thế hệ trước, đầy đủ xung quanh máy. Đằng sau sẽ có một cổng mini TP, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45. Bên phải thì sẽ có khe thẻ SD, một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A. Bên trái thì là một cổng USB Type-A, một cổng USB 2.0, một jack tai nghe, một jack dành cho micro. Và ngoài các kết nối có dây thì khi không có dây, kết nối mạng, kết nối Wi-Fi 6 không dây hoạt động khá mạnh, cho kết nối mạng nhanh chóng và ổn định để không làm gián đoạn khi các bạn chơi game. Và tổng kết lại thì với hơn 23 triệu đồng đang được bán tại Anphat Computer, các bạn sẽ có một cấu hình xứng đáng để chiến được mọi tựa game, thiết kế chắc chắn, tính linh hoạt cao, và nếu mỏng đi một chút có thể coi là hoàn hảo.
Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.